thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại sau Covid, tôi quay trở lại Quảng Châu tham dự phiên ẩm thực của hội chợ Canon Fair. Trên đường, ngang qua một cửa hàng Luckin Coffee. Do trước đó tôi đã đọc về vụ bê bối tài chính của Luckin, nên tôi đã đăng status đại ý. Ông nhõi Luckin này hồi xưa bảo là sẽ là Starbucks Killer, ai ngờ giờ đã hẹo. Một lúc sau, một người bạn của tôi gửi cho tôi thông tin về màn comeback cực kỳ ngoạn mục của Luckin. Tìm hiểu thêm về thị trường chuỗi cà phê của Trung Quốc, tôi nhận thấy được rất nhiều bài học bất ngờ với những cái tên đang nổi lên, có thể làm khuynh đảo thị trường chuỗi cà phê không chỉ riêng tại Trung Quốc mà còn tại cả Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nhân sự kiện chuỗi Coty Coffee, một hiện tượng khác của chuỗi cà phê từ phương Bắc mới đặt chân vào thị trường Việt Nam, tác giả Hoàng Tùng đã quyết định nói về thị trường chuỗi cà phê này tại Trung Quốc và những đối thủ tiềm tàng có thể làm thay đổi thị trường chuỗi cà phê Việt. Bài viết không nâng bi Trung Quốc, tôi rất ghét tư tưởng bá quyền của giới lãnh đạo Trung Quốc. Nhưng về mặt kinh doanh, họ có những điều hay thì ta cần phải mở lòng mà học. Và nếu các bạn hứng thú với những quan điểm liên quan đến kinh doanh, đặc biệt là mảng F&B, thì hãy ghé qua trang cá nhân của tác giả Hoàng Tùng, cả trên Spider Room và trên Facebook nha. Link chúng mình sẽ để ở dưới phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới. Đất nước của cha, làm gì có cửa cho ca. Năm 1987 là một trong những bước ngoặt về lĩnh vực chuỗi cà phê trên toàn thế giới khi Howard Schultz quyết tâm mua lại cổ phần của Starbucks, một chuỗi cà phê nhỏ có lịch sử từ năm 1971. Sau khi nắm quyền điều hành, Howard Schultz đã liên tục mở rộng Starbucks và IPO Starbucks thành công. Không dừng lại ở đó, ông liên tục mua và thâu tóm các chuỗi cà phê khác, nhanh chóng đẩy quy mô Starbucks lên thành chuỗi cà phê tại Mỹ và có logo nàng tiên cá màu xanh đã trở thành một trong những biểu tượng được ngưỡng mộ bậc nhất trong giới kinh doanh. Năm 1999, Starbucks quyết định tấn công vào một thị trường có quy mô khổng lồ, đó là Trung Quốc. Với cách làm bài bản, họ thuê công ty nghiên cứu thị trường, khảo sát tiềm năng, xem liệu Starbucks có thể bán hàng tại Trung Quốc hay không. Phản hồi từ khảo sát đó là Trung Quốc là quốc gia mà toàn dân quen uống trà, không có thói quen uống cà phê. Cơ bản là không có cửa cho brand nào bán cả quốc gia của trà. Tuy nhiên, Howard Schultz lại nghĩ ngược lại. Bản chất trà hay cà phê có chung tệp khách hàng. Người uống trà hoàn toàn có thể chuyển đổi sang uống cà phê. Thói quen thì không đứng yên, thói quen có thể dịch chuyển. Vậy là ông vẫn quyết định cho Starbucks tổng tấn công thị trường Trung Quốc. Tháng 1 năm 1999, Starbucks mở cửa hàng đầu tiên tại quốc gia này ở Bắc Kinh. Howard Schultz vô cùng hồi hộp và sau đó trong một cuộc trả lời báo chí ông đã nói: khi chứng kiến một đoàn người xếp hàng trước cửa hàng của Starbucks, một người vào quầy order bằng câu nói Latte Grande, một thứ ngôn ngữ đặc trưng của tín đồ Starbucks, tôi biết rằng tôi sẽ thành công ở thị trường này. Starbucks sau đó đã phát triển bùng nổ tại thị trường Trung Quốc. Quốc gia uống trà hóa ra hoàn toàn có thể trở thành một thị trường cà phê màu mỡ. McDonald's vào thị trường Trung Quốc từ năm 1990 trước cả Starbucks. Nhưng khi chứng kiến Starbucks quá thành công, họ cũng thêm dòng sản phẩm cà phê mắc cà phê vào menu của mình. Chuỗi KFC cũng không đứng ngoài cuộc trước cơn cuồng cà phê của người dân Trung Quốc. Họ đã kịp ra mắt chuỗi K-Coffee để tranh hùng trong mảng cà phê tại thị trường béo bở này. Ở các quốc gia khác, thường một cửa hàng McDonald's sẽ tích hợp mắc cà phê luôn ở bên trong. Nhưng ở Trung Quốc, đây là một trong không nhiều thị trường mà McDonald's hay là KFC mở các store riêng, tách biệt hẳn khỏi cửa hàng thức ăn, chỉ chuyên để tập trung vào bán cà phê tại McCafe hay là K-Coffee. Cứ nghĩ rằng thị trường cà phê sẽ thuộc về tay những brand biết kinh doanh cà phê và có tiềm lực mạnh như là Starbucks, McDonald's hay là KFC. Nhưng không ngờ có một thế lực cà phê khác trỗi dậy. Luckin Coffee, sát thủ giết chết Starbucks. Năm 2017, tại Hạ Môn, Trung Quốc, Luckin Coffee ra đời. Bộ đôi founder của Luckin là Jenny Quanjian và Charlie Jianjiao Lu, với background ít ỏi về ngành ẩm thực hay là kinh doanh chuỗi và càng ít hơn về mảng cà phê. Tuy nhiên, Jenny lại là một nhân vật cực kỳ xuất sắc trong mảng công nghệ, từng là CEO của hai startup cho thuê xe Car Inc và ứng dụng gọi xe YouCar. Đó là nền tảng mà sau này nhiều người đã nói Luckin không phải là công ty bán cà phê, nó là công ty công nghệ bán cà phê. Ngay từ khi ra đời,
đúng theo phong cách kiểu thung lũng silicon, Luckin Coffee đã chơi lớn. Với một bộ nhận diện đậm màu sắc công nghệ như màu của mạng xã hội Facebook, Luckin tung ra những TVC quảng cáo cực kỳ hào nhoáng với sự tham gia của những ngôi sao hàng đầu nhưng gây tranh cãi bậc nhất trong thời điểm đó. Đó là Trương Trấn, người đóng vai La Tiểu Hổ trong phim Ngọa Hổ Tàng Long, và Thang Duy, mỹ nhân với những cảnh nóng bỏng mắt ở trong phim Sắc Giới. Ngoài màn phủ quảng cáo gây sốt, bộ đôi founder của Luckin cũng rất to mồm, liên tục tuyên bố rằng Luckin sẽ là sát thủ giết chết Starbucks, Starbucks Killer, rằng Luckin sẽ trở thành chuỗi cà phê tỷ đô niêm yết tại thị trường của Mỹ. Những tuyên bố tưởng chừng như ngáo đó của nhà sáng lập Luckin lúc đó bị dân tình cười thối mũi vì không ai tin. Nhưng hóa ra sau đó, phần lớn những tuyên bố này đã thành sự thật. Năm 2018, Luckin gọi vốn được 200 triệu đô, mở được 1.300 cửa hàng và trở thành chuỗi có số lượng cửa hàng chỉ đứng sau Starbucks ở Trung Quốc. Năm 2019, Luckin đã vượt mặt Starbucks về số lượng cửa hàng tại Trung Quốc và tấn công mạnh mẽ ra các thị trường quốc tế, chủ yếu tại châu Á. Cùng năm, Luckin niêm yết tại Mỹ trên sàn Nasdaq và trở thành một chuỗi cà phê có mức định giá tỷ đô. Nhưng drama lúc này mới bắt đầu. Scandal xào nấu sổ sách. Sau khi IPO với mức giá 17 đô, cổ phiếu của Luckin đã có một cú pump mạnh lên đến 25,96 đô, sau đó cắm đầu đi xuống chỉ còn 6,4 đô. Cùng với đó là những đồn đoán về việc xào nấu sổ sách, khai khống doanh thu và lợi nhuận nhằm che mắt các nhà đầu tư. Những câu hỏi khác cũng được đưa ra về tính vững chắc của mô hình kinh doanh Luckin, liệu nó có bạo phát hay là bạo tàn không? Và thật sự là Luckin đã thật sự xào nấu làm đẹp sổ sách để niêm yết với một mức giá cao chót vót so với sự thực. Điều tra đã cho thấy rằng số liệu giả mạo đã nâng khống doanh thu của Luckin thêm 2,2 tỷ nhân dân tệ, 310 triệu đô la Mỹ trong năm 2019. Cơ bản, trong 9 tháng đầu tiên của năm 2019, số liệu của Luckin đã được bốc lên gấp đôi so với thực tế. Tại Mỹ, công ty đầu tư Muddy Water Research đã bán khống cổ phiếu của chuỗi cà phê Luckin sau khi nắm được một báo cáo nặc danh tố cáo chuỗi cà phê gian lận số liệu trong báo cáo tài chính, cho thấy chuỗi cà phê này đã thổi phồng doanh số trung bình trên mỗi cửa hàng lên ít nhất 69% trong quý 3 năm 2019 và 88% trong quý 4 năm 2019. Mặc dù Luckin Coffee tại Mỹ ra thông báo phủ nhận mọi cáo buộc xào nấu doanh thu và cho rằng số liệu hiểu nhầm là do sự khác biệt về phương pháp thẩm định tài chính. Tuy nhiên, Luckin Mỹ đã trở thành tâm điểm cho hàng loạt vụ kiện của các nhà đầu tư. Cuối cùng vào tháng 2 năm 2021, Luckin Coffee đã nộp đơn xin phá sản ở trên đất Mỹ. Trước đó, từ ngày 13 tháng 7 năm 2020, mã chứng khoán của Luckin đã bị gỡ khỏi sàn Nasdaq. CEO Jenny, COO Jian Liu đã bị sa thải do gian lận, còn Charlie Lu cũng đã phải rời ghế chủ tịch. Tháng 12 năm 2020, Luckin đồng ý trả cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ 180 triệu đô vì đã lừa dối các nhà đầu tư. Bộ Tài chính Trung Quốc cũng đã trừng phạt Luckin Coffee vì gian lận kế toán với một khoản tiền phạt không được tiết lộ. Ai cũng nghĩ Luckin sẽ chết và đó là cái kết xứng đáng của một startup chuyên bơm thổi tài chính. Nhưng hóa ra, Luckin mạnh hơn như vậy. Tái sinh và trở thành ông lớn. Sau khi phải chịu một mức phạt khổng lồ, các vị trí lãnh đạo bị thay thế, hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa và đối mặt với sự khắc nghiệt của Covid. Ngỡ tưởng rằng Luckin sẽ không gượng dậy nổi, nhưng Luckin có một vũ khí rất mạnh, đó là App Luckin, thứ gắn kết khách hàng với chuỗi cà phê này. Và sự thật là cho dù cách phát triển có phần ăn xổi, cách làm truyền thông có vẻ nổ, nhưng Luckin đã có cho mình một tệp khách hàng trung thành. Tệp khách hàng này đã giúp cho Luckin hồi sinh. Tháng 4 năm 2022, Luckin tuyên bố đã hoàn thành một cách thành công quy trình tái cơ cấu nợ và kết thúc quy trình phá sản. Dưới sự lãnh đạo của CEO Guo Jingji, người được bổ nhiệm vào vị trí này vào tháng 7 năm 2020, Luckin đã báo lãi hoạt động cả năm lần đầu tiên vào năm 2022, mặc các hạn chế chống Covid ở Trung Quốc. Năm 2023 chứng kiến sự trở lại ngoạn mục của Luckin. Tháng 6 năm 2023, Luckin Coffee đạt cột mốc 10.000 cửa hàng tại thị trường Trung Quốc, một lần nữa vượt qua Starbucks về số lượng cửa hàng. Trong đó, 10.829 cửa hiệu chuỗi ở Trung Quốc, có 7.181 cửa hiệu chính công ty vận hành
và 3.648 cửa hiệu vẫn được vận hành với đối tác. Số liệu của Luckin Coffee cho thấy tổng số lượt khách được chuỗi cà phê này phục vụ hiện đã vượt qua con số 170 triệu. Với số lượng khách bình quân hàng tháng trong quý 2 năm nay đạt 43,07 triệu lượt. Tháng 11 năm 2023, Luckin đã chính thức không chỉ vượt mặt Starbucks về số lượng cửa hàng trên toàn châu Á, mà còn vượt cả về doanh số bán hàng tại Trung Quốc. Báo cáo doanh số của Luckin là 855 triệu đô cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6, vượt trội so với 822 triệu đô mà Starbucks đã tạo ra từ kinh doanh tại Trung Quốc trong 3 tháng kết thúc vào ngày 2 tháng 7. Thị trường được cho là phân khúc giá của Luckin phù hợp với số đông người dân hơn. Luckin cũng tập trung nhiều cho hoạt động R&D các sản phẩm mới. Như đợt Luckin ra sản phẩm đồ uống mới pha chế với rượu Mao Đài, họ đã bán được 5,42 triệu cốc cà phê latte có pha rượu Mao Đài trong ngày đầu tiên ra mắt, và đó trở thành món hàng bestseller liên tục cháy hàng trong nhiều tuần liền. Tuy nhiên, có những đối thủ khác học đúng được chiêu của Luckin khi dám thách thức Starbucks, đi thật nhanh, mở thật nhiều, giá thật rẻ để âm thầm dùng chính thứ vũ khí đó nhằm hạ bệ Luckin. Trong đó có những đối thủ tưởng mới nhưng lại không hề xa lạ. Coty Coffee, sao băng hay sao xẹt? Mặc dù thị trường chuỗi cà phê tại Trung Quốc cạnh tranh nhau rất mạnh mẽ, nhưng tổng dung lượng thị trường vẫn tăng lên rất mạnh, đủ đất để cho các brand như là Starbucks, McCafe, K-Coffee hay là Luckin cùng phát triển. Công ty dữ liệu Global Data dự báo doanh thu thị trường cà phê của Trung Quốc sẽ đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 8,7% trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2027. Nhưng bùng nổ nhất lại ở một cái tên mới toanh, hiện tượng Coty Coffee. Chính Jenny Kianjia và Charlotte Jiang Laolu là hai người đã bị đá khỏi Luckin Coffee sau scandal xào nấu sổ sách đã âm thầm trở lại thị trường chuỗi cà phê. Với kinh nghiệm dày dặn từ việc thành lập chuỗi Luckin và vốn tài chính rất mạnh, Coty đã chuẩn bị tạo dựng chuỗi cung ứng chắc chắn trước khi ra mắt vào năm 2022. Sau khi ra mắt, Coty Coffee đã bùng nổ bom tấn, đó là trở thành nhà tài trợ cho đội Argentina tại Trung Quốc ngay trước thềm World Cup được tổ chức tại Qatar. Và thần may mắn đã chạm vào Coty khi Argentina đã có một mùa World Cup đầy cảm xúc với cúp vàng vô địch cùng hàng triệu trái tim thổn thức theo nhịp chạy của huyền thoại vĩ đại Lionel Messi. Với tư cách là nhà tài trợ của đội tuyển Argentina, brand Coty ăn theo và độ nhận diện tăng khủng khiếp. Đến tháng 8 năm 2023, đã có khoảng 5.000 cửa hàng thuộc chuỗi cà phê Coty Coffee được mở tại Trung Quốc. Ngày 8 tháng 8 năm 2023, Coty Coffee chính thức công bố đánh ra thị trường quốc tế khi mở cửa hàng nước ngoài đầu tiên tại Gangnam, Seoul. Sau hơn 13 tháng kể từ khi ra mắt, Coty Coffee đã có mặt trên 300 thành phố ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Canada, Hồng Kông với hơn 6.000 cửa hàng, trở thành chuỗi cà phê lớn thứ tư trên toàn thế giới. Một tốc độ tăng trưởng khủng khiếp bậc nhất trong lịch sử ngành chuỗi F&B. Tại thị trường Đông Nam Á, Coty nhắm vào Việt Nam là nơi mở cửa hàng đầu tiên. Và theo như tôi được biết, thì sau khi khai trương rầm rộ tại Sài Gòn, Coty Coffee đã ra Hà Nội và dự kiến sẽ phủ sóng rất mạnh tại Việt Nam với nhiều nước đi rất sáng tạo. Thị trường chuỗi cà phê Việt Nam không chỉ là cuộc cạnh tranh của những cái tên quen thuộc như là Highland Coffee, The Coffee House, Cantinat, mà còn có thể sẽ có sự khuấy động khó chịu đến từ những brand đến từ Trung Quốc, trong đó có Coty Coffee trong thời gian tới. Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đây. Lucky Cup lấy nông thôn bao vây thành thị. Thị trường chuỗi cà phê tại Trung Quốc đang nổi lên như là một cái tên không hề cũ, nhưng tốc độ tăng trưởng lại cực kỳ đáng gờm với nội lực rất mạnh, đó là Lucky Cup. Thông tin về Lucky Cup không nhiều, nhưng nếu nói đến một cái tên khác liên quan đến Lucky Cup, mọi người chắc hẳn sẽ đều biết, đó là Mì Xuể. Với số lượng gần 30.000 cửa hàng, Mì Xuể đang đứng vị trí thứ 5 trên toàn thế giới sau những cái tên đỉnh đám như là McDonald's, Subway, Starbucks, KFC và đã vượt qua những tên tuổi khác như là Burger King hay là Domino's. Điều đáng kể đó là tốc độ tăng trưởng của Mì Xuể vẫn đang rất mạnh. Với mô hình giá rẻ, cửa hàng tinh gọn, dự kiến Mì Xuể sẽ là cao thủ leo rank ở bảng xếp hạng. Tại Trung Quốc, Mì Xuể có một brand con chuyên về cà phê mang tên là Lucky Cup. Cách đi của Lucky Cup cũng rất giống với cả Mì Xuể. Đó là mô hình tinh gọn, có sản phẩm hấp dẫn giá cực rẻ, Americano 6 tệ và cách đi lấy nông thôn bao vây thành thị.
Trong khi Lucky sẽ mở thật nhiều điểm bao vây Starbucks ở các thành phố lớn, Lucky Cup lại tập trung vào các đô thị hạng 3, hạng 4, thậm chí là lan ra cả những vùng nông thôn, nơi các brand cà phê hầu như là chưa hề chạm tới. Số lượng cửa hàng của Lucky Cup tuy tăng trưởng chậm hơn so với cả Lucky hay là Coty, nhưng cách đi lầm lũi như là xe lù đã vượt mặt K-Coffee của KFC và Mac Cafe của McDonald's. Với nội lực của Mixway đứng sau, dự kiến đây sẽ là cái tên gây nhiều bất ngờ với thị trường cà phê. Với sự hiện diện của Mixway tại Việt Nam, có thể chúng ta sẽ sớm thấy được sự hiện diện của Lucky Cup tại Việt Nam trong một tương lai không xa. Đối thủ đáng sợ không phải là những đối thủ đang hiện diện, nguy hiểm nhất đôi khi lại là những đối thủ từ dưới đất chui lên. Mixway đã từng cực kỳ thành công với kem 10.000, không biết Lucky Cup có tung con bài Americano 20.000 ra thị trường Việt Nam hay không? Nếu có, đó có thể là một cuộc chiến đẫm máu trong mảng chuỗi cà phê tại thị trường Việt Nam. Như đã nói ở ban đầu, bài viết không theo quan điểm thân Trung Quốc, nhưng khi họ có những điều hay thì ta cần phải học hỏi. Về năng lực đóng gói sản phẩm, nhân bản chuỗi và phát triển nhượng quyền, Trung Quốc đã và đang bắt kịp thế giới với nhiều thương hiệu F&B có tốc độ tăng trưởng thực sự khủng khiếp. Chúng ta vừa học họ nhưng cũng cần chuẩn bị để có những đối sách tốt khi những brand này hiện diện tại thị trường Việt Nam. Và sự hiện diện đó sẽ rất sớm thôi. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!